Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Xin mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình showbiz Việt. Hôm nay thì chia sẻ tiếp tục về câu chuyện của nghệ sĩ Thương Tín lùm xùm với Trịnh Kim Chi trong thời gian vừa qua. Thì video vừa rồi Phương Văn có chia sẻ về việc phát ngôn của nghệ sĩ Thương Tín sau khi nhận tiền từ Trịnh Kim Chi, thì hôm nay nghệ sĩ Thương Tín mời công an làm rõ vụ việc 800 triệu đồng mà trước đây Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ giúp đỡ cho ông. Và sau những cái lời mà phát ngôn trên cộng đồng mạng thì nghệ sĩ Thương Tín nhận được sự phản ứng trái chiều của cộng đồng mạng. Xin mời tất cả quý vị khán giả theo dõi chi tiết câu chuyện. Hiện tại thì câu chuyện giữa Trịnh Kim Chi và nghệ sĩ Thương Tín tiếp tục được sự quan tâm của báo giới cũng như là cộng đồng mạng. Vụ việc ồn ào nhặt nhằn về tiền bạc quyên góp từ Mạnh Thường Quân của Trịnh Kim Chi gửi cho Thương Tín đến nay vẫn chưa hạ nhiệt. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi mới đây đã phản hồi về đoạn video diễn viên Thương Tín muốn mời công an vào cuộc để kiểm tra các khoản tiền quyên góp trước đây. Từ vụ hỗ trợ quyên góp từ Mạnh Thường Quân cho nghệ sĩ Thương Tín gây xôn xao trên mạng xã hội. Theo đó, một cái video được đăng tải vào tối ngày 20 tháng 12 có nội dung là diễn viên Thương Tín cho biết Trịnh Kim Chi giữ lại hơn 250 triệu đồng để mua bảo hiểm cho con gái của ông là không hợp lý. Theo đó, nghệ sĩ Thương Tín còn phủ nhận các tin đồn cho rằng ông sử dụng tiền quyên góp là phung phí. Ông chỉ nói nhận tổng số tiền là 130 triệu thôi, chứ không phải là 800 triệu như thông tin từ phía Trịnh Kim Chi. Sau đó, ông thậm chí tuyên bố sẽ mời công an vào cuộc để làm rõ các khoản chi tiêu này. Nam diễn viên sinh năm 1956 chia sẻ, Trịnh Kim Chi tự ý công khai hoàn cảnh khó khăn của ông mà chưa được phép và sự đồng ý của ông. Ngoài ra, Thương Tín khẳng định bản thân không hề muốn than khổ, không yêu cầu ai đứng ra kêu gọi, nhưng Trịnh Kim Chi tự đứng ra gây quỹ. Trước đó chia sẻ với phóng viên thì Trịnh Kim Chi có nói là cô chưa nghe bất kỳ thông tin nào nghệ sĩ Thương Tín tố mình nhọc nhằn về tiền bạc nên sẽ không đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào. Tuy nhiên sau khi clip này phát tán, nữ nghệ sĩ đã nhanh chóng chụp các bản sao kê 3 đợt quyên góp từ thiện cho nghệ sĩ Thương Tín, ghi chú rõ ràng ngày tháng năm để công khai với công chúng. Trước thông tin nghệ sĩ Thương Tín mời công an vào cuộc để sao kê từ thiện, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi chia sẻ cô sẵn sàng hợp tác. Những gì cần nói tôi đã chia sẻ tất cả trên Facebook của mình, mọi người có thể theo dõi. Bên cạnh đó, Trịnh Kim Chi còn nói thêm, hiện tại tôi vẫn ổn nhưng thực sự tôi rất buồn và tổn thương. Tôi sẽ không nói gì nhiều để phiền lòng mọi người và câu chuyện thêm phức tạp. Tôi xin công bố tất cả quá trình mình đứng ra làm cầu nối để Mạnh Thường Quân giúp đỡ anh Thương Tín để mọi người có thông tin chính xác. Theo đó, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi phản bác thông tin cô quyên góp cho Thương Tín 800 triệu đồng như lời tố của đàn anh. Một lần nữa tôi xin nhắc lại là từ khi đứng ra quyên góp kêu gọi giúp anh Tín, tôi chỉ công bố duy nhất số tiền Mạnh Thường Quân quyên góp. Phần của tôi là 406.756.000 đồng. Ngoài số tiền trên, tôi hoàn toàn không biết về số tiền nào nữa. Cuối cùng, Trịnh Kim Chi nói, anh Tín là đồng nghiệp và cũng là đàn anh trong nghề. Tôi luôn tôn trọng và muốn giữ hình ảnh cho anh ấy, mong anh ấy ổn định cuộc sống với gia đình. Tôi cũng xin mọi người đừng bình luận những câu nặng nề dưới bài viết để tránh làm tổn thương đến người khác. Trước đó, đầu tháng 3 năm 2021, khi nghệ sĩ Thương Tín bất ngờ bị đột quỵ nhưng không đủ điều kiện kinh tế để chữa trị, khi ấy, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã đứng ra kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ giúp anh Tín để có tiền chữa trị. Sau 3 đợt kêu gọi quyên góp, Trịnh Kim Chi thu được tổng số tiền là 406.756.000 đồng. Cô đã giao cho nam diễn viên 100 triệu đồng tiền mặt. Số còn lại chi trả viện phí và mua bảo hiểm để lo cho con gái ông đến lúc 18 tuổi. Đồng thời, chính vào thời điểm ấy, bà xã của nghệ sĩ Thương Tín còn được MC Phạm Anh
giúp đỡ bằng cách mở tài khoản kêu gọi mọi người quyên góp. Số tiền mà Mạnh Thường Quân quyên góp trong và ngoài nước gửi về là khoảng 400 triệu đồng. Như vậy, sau cơn đột quỵ, nam diễn viên đã nhận số tiền quyên góp là khoảng 800 triệu đồng. Trước đó, chia sẻ với báo chí, nghệ sĩ Thương Tín nói, chỉ biết sử dụng số tiền Mạnh Thường Quân quyên góp dùng để mua nhà ở quê, đóng bảo hiểm cho con gái, trị bệnh và sửa xe. Ông khẳng định không tiêu xài hoang phí. Sau khi nghệ sĩ Thương Tín phát biểu trên một số bài báo cũng như là một số video, thì hiện tại là nghệ sĩ Thương Tín được cộng đồng mạng quan tâm và đồng thời là thái độ thế nào giữa Tâm Bảo bị chỉ trích quay xe với Trịnh Kim Chi. Thật sự mà nói, trong cộng đồng mạng hiện tại thì họ rất là bất bình về những phát ngôn của nghệ sĩ Thương Tín. Người thân cận với nghệ sĩ Thương Tín vừa cập nhật hình ảnh mới vừa từ Nam Tài Tử. Sau khi Trịnh Kim Chi bàn giao lại số tiền bảo hiểm theo yêu cầu một cách công khai minh bạch, Thương Tín khiến cộng đồng mạng quay xe bất ngờ, tố ngược lại cô nhọc nhằn trong các khoản tiền này. Giữa ồn ào, nghệ sĩ cũng đã lên tiếng vào trưa ngày 21 tháng 12, tung bằng chứng là hình ảnh status kêu gọi cho Thương Tín để sao kê công khai. Nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã công khai minh bạch cái số tiền mà quyên góp ủng hộ cho nghệ sĩ Thương Tín. Hiện tại thì quý vị khán giả cũng đã thấy là cộng đồng mạng vô cùng chỉ trích nghệ sĩ Thương Tín. Vì trong lúc mình khó khăn, mình nằm viện mà nghệ sĩ Kim Chi là những người đàn em trong nghề đã hỗ trợ kêu gọi quyên góp mình cho tới ngày hôm nay thì nghệ sĩ Thương Tín quay xe 180 độ. Thì quý vị khán giả thấy là cộng đồng mạng vô cùng bất bình và họ có những cái bình luận trái chiều, chỉ trích Thương Tín vô cùng nặng nề. Đến chiều cùng ngày 21 tháng 12 thì Mạnh Thường Quân đã từng giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín làm công việc shipper, chia sẻ hình ảnh mới trên trang cá nhân. Theo nội dung đăng tải, người này cùng nam tài tử ăn chè, Thương Tín tiết lộ là tươi tắn nở nụ cười giữa Tâm Bảo. Trao đổi với phóng viên, vị Mạnh Thường Quân này cho biết nghệ sĩ Thương Tín hiện đang chạy shipper. Ngoài ra, anh từ chối trả lời các câu hỏi liên quan tới việc khác. Về phía mình thì nam tài tử đã khóa máy từ hôm qua đến nay, người thân bạn bè của ông đều không liên lạc được. Số tiền mà quyên góp cho nghệ sĩ Thương Tín cụ thể vào tháng 3 khi mà ông bị đột quỵ, không có tiền chữa trị, Trịnh Kim Chi là người đứng ra kêu gọi quyên góp giúp đỡ nam tài tử. Nhận toàn bộ số tiền từ thiện, cô đã trao toàn bộ số tiền này cho nghệ sĩ Thương Tín, trích ra một phần để mua bảo hiểm cho con gái. Đến tháng 12 năm 2021, thì Trịnh Kim Chi đã trả lại số tiền này cho nghệ sĩ Thương Tín theo yêu cầu của ông. Tuy nhiên, thái độ quay xe của nam tài tử khiến cộng đồng mạng vô cùng bức xúc hiện nay. Bên cạnh đó, thì nghệ sĩ Trịnh Kim Chi đã chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình, chỉ viết như sau: mọi người thân mến, từ hôm qua đến giờ, Chi nhận được nhiều cuộc gọi điện thoại và tin nhắn hỏi thăm và chia sẻ của mọi người. Thật sự rất là cảm động, ân tình này Chi không biết phải nói thế nào. Đầy trân quý, Chi vẫn ổn. Nói là ổn nhưng là buồn, buồn nhiều lắm. Nhưng thôi, Chi sẽ không nói gì nhiều để phiền lòng mọi người và làm cho câu chuyện phức tạp hơn. Chi xin công bố tất cả quá trình đứng ra kêu gọi để làm cầu nối. Mạnh Thường Quân giúp đỡ anh Thương Tín để mọi người có thông tin chính xác ạ. Một lần nữa, Chi nhắc lại là từ khi đứng ra quyên góp cho anh Tín, Chi chỉ công bố duy nhất số tiền Mạnh Thường Quân quyên góp là 406.756.000 đồng. Chi tiết đã được Chi chia sẻ trên trang cá nhân sáng nay. Ngoài ra số tiền này, Chi hoàn toàn không biết gì tới số tiền nào nữa. Đây là những chi tiết video clip đầy đủ ạ. Anh Tín là đồng nghiệp và cũng là đàn anh trong nghề. Chi luôn tôn trọng và muốn giữ hình ảnh cho anh ấy. Mong anh ấy ổn định cuộc sống với gia đình, nên mọi người xem xong hãy khép lại câu chuyện này để tất cả mọi người được bình yên. Và Chi cũng xin mọi người đừng comment những câu nặng nề dưới bài viết để tránh tổn thương đến người khác. Chi cảm ơn mọi người vì đã hiểu và thương Chi. Đó là những chia sẻ của Trịnh Kim Chi trên trang cá nhân của mình. Quý vị khán giả thân mến, theo dõi câu chuyện của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi và nghệ sĩ Thương Tín, theo Vương Văn chia sẻ cá nhân và cảm nghĩ của mình,
Còn ở tất cả quý vị khán giả thì bình luận phía bên dưới video này, theo Phương Văn chia sẻ trong cái video vừa rồi đó, và những cái câu chuyện mà theo dõi từ đầu của nghệ sĩ Thương Tín, thì theo ý kiến cá nhân của Phương Văn, nếu như nghệ sĩ Thương Tín sau khi mà nhận cái số tiền từ Trịnh Kim Chi đóng bảo hiểm cho con gái, anh mang về gửi ngân hàng, anh chia sẻ trước đó là lấy cái số tiền đó gửi ngân hàng và lấy tiền lãi hàng tháng để chi phí học hành cho con gái, thì cũng là một cái điều tốt. Và sau khi mà hai bên đã bàn giao lại thì Phương Văn cứ nghĩ là câu chuyện sẽ kết thúc. Không ngờ nghệ sĩ Thương Tín chia sẻ lên cộng đồng mạng cũng như là báo giới, thì không biết thông tin đó có phải là thực sự hay không. Tuy nhiên, qua những cái trang báo cũng như là trên cộng đồng mạng thì hiện tại là mọi người đã không đồng tình với những phát biểu của nghệ sĩ Thương Tín, nói là tôi cũng không than nghèo, không than khổ. Tuy nhiên, Trịnh Kim Chi đã công khai cái hoàn cảnh khó khăn của tôi và quyên góp, như vậy là không hỏi ý kiến tôi. Thì sau đó Trịnh Kim Chi có chia sẻ là khi mà Thương Tín nhập viện là không có tiền điều trị, cho nên thấy sốc đàn anh và Trịnh Kim Chi đứng ra kêu gọi cái số tiền đó và có thông qua vợ của anh Tính trong lúc đó. Nếu như mà nói Trịnh Kim Chi tự ý thì khi mà số tiền đem về thì tại sao vợ chồng nghệ sĩ Thương Tín đứng ra nhận và vui vẻ nhận số tiền đó? Thì cái điều mà những người người ta có lòng quyên góp ủng hộ mình dù ít hay nhiều, khi mà đã xong công việc rồi thì cái điều đó mình phải cảm ơn cộng đồng và cảm ơn những người kêu gọi quyên góp, và họ là cầu nối đứng ra giữa mạnh thường quân và nhân vật để hỗ trợ. Còn cái việc này hôm nay thì nói là không có nhờ Trịnh Kim Chi đứng ra kêu gọi, cũng không muốn công khai cái hoàn cảnh khó khăn của mình, thì thực sự là rất là buồn. Đối với Phương Văn là một khán giả mà Phương Văn cũng cảm thấy là rất là buồn khi mà nghệ sĩ Thương Tín phát biểu như vậy. Thực ra là có nhiều cái bình luận của cộng đồng mạng là nói nghệ sĩ Thương Tín ăn cháo đá bát, khi mà khó khăn nếu như trong cái thời điểm đó không có Trịnh Kim Chi quyên góp cái số tiền hơn 400 triệu đó thì tiền đâu chi phí viện phí. Và đồng thời nghệ sĩ MC Phan Anh cũng mở tài khoản giúp cho nghệ sĩ Thương Tín và kêu gọi cũng gần được 400 triệu đồng. Thì tổng số tiền giữa Trịnh Kim Chi và MC Phan Anh thì là 800 triệu đồng là trao hết cho nghệ sĩ Thương Tín. Nếu trong cái thời điểm khó khăn như vậy mà không có các em, không có đàn em của mình hỗ trợ quyên góp kêu gọi, thì liệu khả năng của mình, vợ chồng mình có đủ chi phí để trả trong cái thời điểm đó hay không? Tới ngày hôm nay thì cái số tiền đó là sau gần một năm thì 800 triệu đồng đó đã không còn. Thì đùng một cái là nghệ sĩ Thương Tín chia sẻ hoàn cảnh khó khăn hiện tại đến nỗi là không có 1.000 đồng trong túi và thiếu tiền nhà trọ, là 4-5 tháng không có tiền trả. Người chủ trọ người ta tốt bụng, người ta cho khất lại. Thì cộng đồng mạng lại quan tâm vì trước đây đã quyên góp có số tiền như vậy, thì đến ngày hôm nay là có số tiền đó là không còn. Như vậy than khó khăn. Và đồng thời nghệ sĩ Thương Tín cũng chia sẻ lên cộng đồng mạng là có đem về quê là mua đất xây nhà cấp 4 để sau này về đó ở. Tuy nhiên hiện tại thì ông vẫn bám trụ lại Sài Gòn, vợ chồng của ông vẫn ở đây. Thì bây giờ tình trạng khó khăn như vậy, theo Phương Văn thì chắc có lẽ là không biết suy nghĩ của nghệ sĩ Thương Tín như thế nào. Đến ngày hôm nay, cái sự chỉ trích của cộng đồng mạng là không sai, vì ít ra cái người mà đứng ra kêu gọi cho mình đó là Trịnh Kim Chi, không phải Trịnh Kim Chi đi nữa, một người bình thường khác mà kêu gọi giúp đỡ cho Thương Tín như vậy, thì đáng lẽ ra nghệ sĩ Thương Tín là im lặng thì tốt hơn sau khi nhận tiền lấy từ Trịnh Kim Chi và số tiền mà đóng bảo hiểm cho con đó. Và hiện tại thì cộng đồng mạng cũng nghi ngờ về cái số tiền mà đem về từ Trịnh Kim Chi á, thì đóng bảo hiểm cho con gái liệu có đóng bảo hiểm được cho đến năm 18 tuổi hay không. Thì tuy nhiên Trịnh Kim Chi cũng đã chia sẻ họ là làm cha làm mẹ, họ phải có trách nhiệm với con cái mình. Thì cái điều đó là bây giờ giao tiền bạc cho nghệ sĩ Thương Tín đã xong, còn cái việc đóng bảo hiểm được hay không nữa thì tùy theo vợ chồng giải quyết. Và cộng đồng mạng hiện nay cũng rất là buồn và chỉ trích nghệ sĩ Thương Tín rất là nhiều về việc lên tiếng là không có là công khai cái hoàn cảnh khó khăn của mình,
nghệ sĩ Trịnh Kim Chi tự ý kêu gọi quyên góp và đồng thời tự ý công khai cái hoàn cảnh khó khăn của mình, không thông qua anh và không có hỏi ý kiến anh. Vậy cộng đồng mạng hỏi nghệ sĩ thương tín, vậy lúc anh nhận tiền khoảng 800 triệu đồng từ hai phía của Mạnh Thường Quân thì quý vị khán giả thấy lúc đó sao? Thương tín không phát biểu gì và nói là không nhận số tiền đó, và đồng thời tôi cũng không cần kêu gọi để hỗ trợ tôi lúc này, vân vân. Đó là những cái lời nhận xét bình luận từ phía cộng đồng mạng. Cho đến ngày hôm nay thì thực sự rất là mất lòng, nghệ sĩ Thương tín cũng đã chia sẻ là muốn mời công an vào cuộc để điều tra 800 triệu đồng của nghệ sĩ Trịnh Kim Chi. Thật ra mà nói, Trịnh Kim Chi không phải vì cái số tiền nhỏ nhoi vài trăm triệu đồng mà để làm mất uy tín của một người tên tuổi nghệ sĩ á hậu Trịnh Kim Chi. Và cái số tiền trong lúc giúp đỡ nghệ sĩ Thương tín như vậy, chẳng lẽ nào trong lúc hoàn cảnh anh khó khăn, nghệ sĩ Trịnh Kim Chi cũng đâu đến nỗi mà lấy cái số tiền đó để tiêu xài cá nhân cho mình. Mà giờ đây nghệ sĩ Thương tín muốn mời công an vào cuộc để làm rõ cái số tiền 800 triệu đồng, thật sự là không đáng chú ý. Đây là những lời chia sẻ chân tình với kênh Phương Văn, cũng như là mong muốn gửi gắm đến cộng đồng mạng ý kiến cá nhân của mình. Còn việc là nghệ sĩ Thương tín có thực sự chia sẻ với báo chí cũng như là trong cái video mà chia sẻ trên cộng đồng mạng hay không, thì ở đây là người trong cuộc, nghệ sĩ Thương tín mới biết được điều đó. Thì hiện tại thì cộng đồng mạng đang quan tâm và đang sôi sục về vấn đề của nghệ sĩ Thương tín và Trịnh Kim Chi. Thực sự nếu ai vào trong cuộc thì chắc có lẽ cũng buồn, tại vì mình là cái người bản thân mình là đứng ra kêu gọi quyên góp mà giờ đây nhân vật đã nói không cần và không xin ý kiến, vân vân, thì cái điều đó thật là buồn cho nghệ sĩ Trịnh Kim Chi. Phương Văn chỉ chia sẻ những cái quan điểm cá nhân của mình, nếu có gì sai sót thì mong tất cả quý vị khán giả bỏ qua, còn phía dưới thì tùy theo bình luận của khán giả. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả theo dõi câu chuyện của nghệ sĩ Thương tín. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả và kính chúc nghệ sĩ Thương tín nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.